Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Với thế mạnh về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chi phí, nguồn nhân lực cùng với môi trường đầu tư minh bạch thông thoáng, đây là một trong những yếu tố mang tính bản lề đưa tỉnh Hưng Yên trở thành điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Theo đó, Hưng Yên có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trung tâm của vùng đồng bằng sông Hồng, đang phát triển rất nhanh và liền kề với thủ đô Hà Nội. Hạ tầng kinh tế xã hội, giao thông vận tải thương mại dịch vụ, logistics kết nối thuận tiện với sân bay quốc tế Nội Bài, cảng quốc tế Hải Phòng và các trung tâm kinh tế thương mại công nghiệp lớn của cả nước. Hưng Yên là vùng đất văn hiến, nơi hội tụ, lưu giữ các giá trị văn hóa lịch sử, dân tộc và đã từng là trung tâm kinh tế lớn với câu ca thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến. Hưng Yên có lực lượng lao động dồi dào, có tay nghề cao, cần cù, thông minh, chịu khó. Trên địa bàn tỉnh hiện có 17 khu công nghiệp với diện tích gần 4.395 ha, đã đang và sẽ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hiện đại, chuẩn mực, đồng bộ, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu và khẩu vị đầu tư của các nhà đầu tư toàn cầu và các dự án công nghiệp công nghệ cao. Dự kiến các khu công nghiệp tiếp tục tăng lên trong thời gian tới và đạt 30 khu công nghiệp với 9.540 ha đến năm 2030. Hiện tỉnh tập trung phát triển hệ sinh thái công nghiệp đồng bộ, trọng tâm là phát triển các khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp hỗ trợ, cụm liên kết ngành và định hình hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, gồm các đô thị mới, khu nhà ở, cơ sở y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao, vui chơi giải trí, đáp ứng nhu cầu đa dạng về sinh sống, làm việc của các chuyên gia, lãnh đạo, nhà quản lý doanh nghiệp và người lao động. Tỉnh Hưng Yên tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo thông thoáng thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, bãi bỏ các rào cản hạn chế quyền tự do kinh doanh, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài vào các ngành lĩnh vực ưu tiên đầu tư, thu hút các dự án đầu tư lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, các tập đoàn đa quốc gia, nhà đầu tư lớn, các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp nền tảng, công nghiệp công nghệ cao hiện đại thân thiện với môi trường, phát thải carbon thấp. Trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đến năm 2030, Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội đồng bộ hiện đại, công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước. Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, tỉnh Hưng Yên đang tập trung hình thành các khu công nghiệp quy mô lớn, hạ tầng kỹ thuật hiện đại đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu phát triển bền vững. Mục tiêu đến năm 2030, quy hoạch toàn tỉnh Hưng Yên sẽ có 30 khu công nghiệp, gồm 17 khu công nghiệp đã có trong quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, 13 khu công nghiệp tiềm năng quy hoạch mới với tổng diện tích khoảng 9.589 ha. Sau năm 2030, quy hoạch thêm 5 khu công nghiệp tiềm năng với tổng diện tích khoảng 2.460 ha. Việc thành lập mở rộng các khu công nghiệp đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu, kế hoạch sử dụng đất khu công nghiệp được phân bổ và các quy định pháp luật có liên quan. Theo phương hướng, tỉnh Hưng Yên phát triển công nghiệp theo chiều sâu, tạo bước đột phá trong nâng cao năng suất chất lượng gắn với mục tiêu đảm bảo các điều kiện về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Hình thành các khu công nghiệp quy mô lớn, hạ tầng kỹ thuật hiện đại đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu phát triển bền vững, phát triển nhanh các khu công nghiệp đô thị dịch vụ, khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp hỗ trợ để thu hút các dự án đầu tư lớn hiện đại, ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển các cụm công nghiệp để phục vụ các dự án quy mô nhỏ, vừa và công nghiệp hỗ trợ. Vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy thông minh bền vững hướng đến Net Zero do Cổng Thông tin Khu vực Công nghiệp Việt Nam tổ chức. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa các khu công nghiệp theo định hướng phát triển bền vững là yếu tố then chốt thu hút các nhà đầu tư doanh nghiệp sản xuất trên toàn cầu về Việt Nam cùng xây dựng và phát triển nền sản xuất thông minh bền vững. Tại COP26, Việt Nam đã cam kết sẽ tiến đến đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Hiện nay Việt Nam đã và đang triển khai nhiều hoạt động cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu này.
các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI, cũng đã quan tâm nhiều hơn đến các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thông minh đạt được các yêu cầu về phát triển bền vững. Hơn 400 khu công nghiệp và hơn 1.000 cụm công nghiệp với hàng chục nghìn nhà máy trong cả nước đang tích cực cho quá trình chuyển đổi theo hướng thông minh, bền vững. Vấn đề phát triển bền vững đối với các doanh nghiệp sản xuất nói chung và các khu công nghiệp nói riêng không phải là việc một khẩu hiệu nữa mà đã trở thành một xu thế tất yếu, một yêu cầu tất yếu của thời đại. Muốn phát triển kinh tế xã hội thì phải phát triển công nghiệp, tuy nhiên trong sự phát triển này đều có hai mặt, trong đó có vấn đề ô nhiễm môi trường. Với những lý do như vậy, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp bắt buộc hướng tới mục tiêu thông minh, bền vững. Như tại khu công nghiệp Hòa Phú, việc đầu tiên và đơn giản nhất là phủ điện mặt trời trong toàn bộ khu công nghiệp. Để đạt được trạng thái trung hòa carbon, chúng ta cũng cần các kỹ thuật cách làm khác như trước đây chúng ta dùng hoàn toàn bằng điện lưới, nay chuyển sang năng lượng tái tạo, đèn LED hay bóng đèn sợi đốt, hay như việc tính toán trên 1 m² lượng carbon thải ra bao nhiêu thì phải tương ứng với bao nhiêu cây xanh. Từ nhu cầu thực tiễn, Cổng Thông tin Khu Công nghiệp Việt Nam cũng đang triển khai đề án đầu tư phát triển khu công nghiệp thông minh bền vững với những đối tác chiến lược là những tập đoàn lớn, doanh nghiệp có năng lực thực hiện các giải pháp thông minh đáp ứng được các tiêu chí bền vững, có tiềm lực tài chính và năng lực thực thi, sẵn sàng tham gia nghiên cứu đầu tư cùng các chủ khu công nghiệp, chủ doanh nghiệp sản xuất thúc đẩy nhanh mạnh quá trình cải tạo, chuyển đổi, xây dựng để nhanh chóng đáp ứng được các yêu cầu của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI trên toàn cầu. Đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã hoạt động, đề án tập trung thiết kế bổ sung, điều chỉnh theo các tiêu chí thông minh bền vững, xúc tiến đầu tư vào chuyển đổi năng lượng điện tái tạo, quản lý phát thải, vận hành thông minh, quản trị bền vững, hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đáp ứng được nhu cầu tiêu chí bền vững của các doanh nghiệp đã hoạt động trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới, đề án tập trung nghiên cứu, thiết kế, quy hoạch tổng thể mô hình khu công nghiệp, cụm công nghiệp thông minh, bền vững ngay từ đầu và triển khai đồng bộ, xúc tiến đầu tư phát triển toàn diện cùng các chủ đầu tư để gia tăng nguồn lực vốn, công nghệ vận hành, nhanh chóng hoàn thiện và đạt các tiêu chí đặt ra. Đề án kỳ vọng sẽ nhanh chóng thu hút nguồn vốn FDI, lấp đầy diện tích các khu công nghiệp còn trống bằng doanh nghiệp sản xuất, ngành hàng giá trị cao, hiện đại, tạo ra hiệu quả đầu tư cao nhất. Năm 2024 là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển công nghiệp bán dẫn. Công nghiệp bán dẫn cũng là cốt lõi của công nghiệp chuyển đổi số. Công nghiệp chuyển đổi số là thị trường lớn nhất của chip bán dẫn. Việt Nam có tới 100 triệu dân, là một thị trường lớn, lại đang ở giai đoạn phát triển nhanh, công nghiệp hóa nhanh, chuyển đổi số nhanh, tiêu dùng điện tử nhiều, nên sẽ là một bối cảnh thuận lợi cho ngành công nghiệp bán dẫn nước nhà. Đề án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, dự báo cần khoảng 50.000 kỹ sư ngành công nghiệp bán dẫn, trong số đó khoảng 15.000 kỹ sư thiết kế vi mạch và 35.000 kỹ sư trong lĩnh vực sản xuất đóng gói, kiểm thử và các lĩnh vực khác. Việt Nam cần đào tạo 1.300 giảng viên giảng dạy tại các viện nghiên cứu, trường đại học, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, đồng thời mở rộng mạng lưới đào tạo hỗ trợ đào tạo lên 200 cơ sở.